Trận thua đậm của Dortmund là một dấu ấn ở làng thúc cầu trong 24 tiếng qua. Ngoài ra, chuyện Messi nhận vinh danh hay quyết định của Manchester United về Sofyan Amrabat cũng sẽ có mặt trong bản tin ngày 22 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United không mua đứt Sofyan Amrabat. Dortmund thua sốc câu lạc bộ Thái Lan. Inter Miami vinh danh Messi. Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng thì Manchester United đã đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của Sofyan Amrabat. Thế nhưng đây chẳng phải kết quả mà ngôi sao người Maroc chờ đợi khi Quỷ Đỏ thông báo sẽ không kích hoạt điều khoản tùy chọn mua đất trị giá 20 triệu euro. Do vậy, Sofyan Amrabat sẽ trở lại tập luyện với Fiorentina vào tuần này và đợi chờ những lời đề nghị khác dành cho mình. Thậm chí trường hợp của cầu thủ 27 tuổi ở lại đại diện nước Ý mùa tới cũng hoàn toàn thể xảy ra. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc đụng độ câu lạc bộ Fulham United, nhưng ít ai ngờ Dortmund lại có 90 phút thảm họa đến như vậy. Suốt hai hiệp đấu, ông lớn nước Đức vô vọng trong việc ghi bàn và phải nhận tới 4 bàn thua. Rõ ràng thất bại đậm đà trước đại diện Đông Nam Á khiến sự tự tin của thầy trò Nuri Sahin giảm đi đáng kể và giờ là thời điểm đội chủ sân Signal Iduna Park cải thiện tình hình. Được biết ở phần còn lại của phiên chợ hè, Dortmund còn 3 cuộc đấu nữa gặp Sassuolo, Osaka, Villarreal và Aston Villa. Trở lại Inter Miami với tư cách nhà vô địch Copa America cùng danh xưng người có nhiều danh hiệu nhất làng thúc cầu, nên Lionel Messi vừa nhận sự tri ân đặc biệt. Cụ thể, đại diện xứ sở cờ hòa đã tặng El Puga bức ảnh với tạo hình số 45 để biểu trưng cho số chức vô địch mà huyền thoại Nam Mỹ từng giành được trong sự nghiệp. Tất nhiên, các fan Inter Miami rất mong Messi sẽ sớm có lần thứ 46 lên ngôi trong màu áo câu lạc bộ nước Mỹ khi đội bóng mới dưới quyền chủ tịch David Beckham hiện đang tạo ấn tượng với việc dẫn đầu bảng xếp hạng miền đông của MLS. Tương lai của Alphonso Davies là một chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo chí khi người hâm mộ vẫn chưa biết cầu thủ sinh năm 2000 sẽ ở lại Bayern Munich hay chuyển đến Real Madrid trong mùa giải tới. Mọi chuyện còn trở nên căng thẳng hơn khi chủ tịch danh dự Uli Hoeneß của Hùng Xám Bavaria đã có lời khẳng định đầy sức nặng với nội dung: "Chúng tôi đã nói rất rõ ràng với Alphonso Davies rằng nếu cậu ta không gia hạn thì đội bóng sẽ để hợp đồng kết thúc, cậu ta sẽ không nhận được thêm tiền nữa." Được biết, hiện tại giao kèo của Alphonso Davies và đội bóng chủ quản có thời hạn 12 tháng và nếu kịch bản như Uli Hoeneß tuyên bố trở thành sự thật, Real Madrid có thể là bên hưởng lợi khi họ sáng cửa sở hữu ngôi sao người Canada theo dạng chuyển nhượng tự do. Ricardo Calafiori chỉ còn đợi ngày ra mắt Arsenal và hậu vệ người Ý vừa tiếp tục đốn tim các fan pháo thủ như một thông tin đặc biệt. Cụ thể, trong 2 tuần trở lại đây, hậu vệ 22 tuổi đã nhận được lời mời chào từ phía Juventus và Real Madrid cùng một ông lớn EPL bên cạnh đội chủ sân Emirates. Tuy vậy, tuyển thủ Azzurri dành chọn sự ưu tiên cho đại diện thành London nên hoàn toàn ngó lờ những lời đề nghị hấp dẫn khác. Vì vậy, Cagorna có thêm lý do để chờ đợi Ricardo Calafiori cập bến Arsenal và kết hợp cùng các đồng đội mới để tạo ra hàng thủ vững chắc cho ông lớn EPL. Ngay sau khi được mở bán thì áo đấu của Kylian Mbappe đã tạo ra cơn sốt chưa từng có tiền lệ. Thậm chí một số nguồn tin còn cho rằng hiệu ứng mà thủ quân tuyển Pháp tạo ra lớn gấp 5 lần người đồng đội Jude Bellingham từng làm được. Việc này khiến khoản doanh thu mà Real Madrid và Adidas nhận về vượt quá mọi mong đợi ban đầu. Rõ ràng người hâm mộ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào tân binh Real Madrid và là thời điểm chân sút xứ lục lăng tìm cách hòa nhập với các đồng đội mới. Trong tour du đấu Mỹ sắp tới thì Arsenal sẽ đụng độ 3 tập thể ở EPL là Bournemouth, Manchester United cùng Liverpool. Đây là những bài test với sự chuẩn bị của pháo thủ cho mùa giải mới. Nhưng thật đáng tiếc, huấn luyện viên Mikel Arteta không có lực lượng mạnh nhất ở chuyến du đấu. Nguyên nhân là bởi Takehiro Tomiyasu bị đau đầu gối, còn Kieran Tierney gặp vấn đề gần khuèo. Do vậy, bộ đôi vừa nêu sẽ ở lại London để nhận sự điều trị từ các nhân viên y tế trong khi các đồng đội khác tranh tài trên đất Mỹ. Real Madrid đã quay lại tập luyện nhưng rất nhiều ngôi sao vẫn vắng mặt do còn trong kỳ nghỉ. Thế nhưng trong phần còn lại của tháng 7, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ chào đón một số học trò quay trở lại với Luka Modric là người xuất hiện vào đầu tuần này. Kế sau đó là tài năng Endrick khi ngôi sao Nam Mỹ có buổi tập đầu tiên cùng câu lạc bộ mới vào thứ tư. Ngoài ra, The Marca cũng tiết lộ Rudiger và Arda Güler sẽ tập lại vào cuối tuần.
Trong khi đó, bộ ba Vinicius Junior, Rodrigo và Militao sẽ gia nhập đội hình Real Madrid vào ngày 31 tháng 7. Rõ ràng, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang có những tính toán chi tiết với mục tiêu không gì khác là giúp Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Sắm vai thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha và Lamine Yamal còn được đại diện bởi một trong những siêu cỏ quyền lực nhất làng tô cầu là Jorge Mendes. Theo tờ L'Equipe, ưu tiên của nhà môi giới 58 tuổi là giúp thân chủ của mình đàm phá lại hợp đồng mới với Barcelona cùng những điều khoản tốt hơn. Ở chiều đối diện, ông lớn xứ đỏ bò tất nhiên cũng muốn giữ chân ngôi sao 17 tuổi này càng lâu càng tốt nên các hoạt động thương thảo sẽ sớm xảy ra. Jules Koundé đã có những màn trình diễn khá ổn tại Euro 2024 và hậu vệ người Pháp còn tạo được ấn tượng tốt với huấn luyện viên Hansi Flick. Cụ thể, dù được chiến lược gia người Đức tạo điều kiện để nghỉ thêm, nhưng cầu thủ xứ Lục Lăng đã sẵn sàng trở lại và cùng câu lạc bộ chủ quản tham dự những trận cầu tại tour du đấu Mỹ. Mọi việc còn đáng nói hơn khi ở xứ sở cờ hòa, đội chủ sân Camp Nou sẽ đụng độ những đối thủ sừng sỏ như Man City, Real Madrid cùng AC Milan. Đây là cơ hội chẳng thể tốt hơn để Hansi Flick rèn quân và khả năng cao Jules Koundé sẽ được tạo điều kiện để thi đấu. Một vài vấn đề về thể trạng không thể làm giảm tầm quan trọng của Frankie de Jong với Barcelona. Bản thân huấn luyện viên Hansi Flick cũng coi học trò mới là hạt nhân trong những kế hoạch của mình. Do vậy, đội chủ sân Camp Nou sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với cựu cầu thủ Ajax trong những ngày tới. Ở chiều ngược lại, De Jong không tỏ thái độ muốn rời đi, nên có thể hoạt động đàm phán giữa các bên sẽ không quá căng thẳng. Eddie Howe là một trong những ứng viên cho chiếc ghế nóng tại đội tuyển Anh và điều này khiến Newcastle phải có kế hoạch dự phòng. Cụ thể, nếu chiến lược gia xứ sương mù thực sự dẫn dắt tam sử, Trích Trẻ sẽ cân nhắc Mauricio Pochettino đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng. Ở chiều ngược lại, ông thầy người Argentina vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi và hoàn toàn cởi mở với việc tiếp tục làm việc tại EPL. Do không thể tìm được tiếng nói chung với Manchester City, nên câu lạc bộ Al Nassr đành gác lại mục tiêu chiêu mộ thủ môn Ederson. Tuy vậy, một tập thể Tây Á khác là Al Ittihad cũng dành sự quan tâm đến ngôi sao Nam Mỹ và đang có những động thái đầu tiên. Về phía The Citizen, ông lớn EPL giữ nguyên quan điểm muốn thu về trên 50 triệu euro cho thương vụ trên. Chưa chắc Al Ittihad đã đáp ứng được nhu cầu này nhưng họ sẽ tiếp tục liên lạc với nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh trong thời gian tới. Cầu thủ Chelsea đang quen dần với cách làm việc của huấn luyện viên Enzo Maresca và những tín hiệu ban đầu là khá tích cực. Chia sẻ với truyền thông, Nkunku tiết lộ, huấn luyện viên trưởng mới mang đến những ý tưởng thi đấu rất hay và chúng tôi đang trên đường tiếp thu. Cả đội sẽ tạo ra thứ bóng đá đẹp trong mùa này. Mọi giấy tờ đều đã hoàn tất và Arsenal đã có được thủ môn Tommy Sresford từ Ajax. Ngay sau khi là người của pháo thủ, thủ thành 18 tuổi đã có bài đăng chia tay đội bóng cũ trên trang cá nhân trước khi bắt đầu cuộc hành trình mới tại xứ sở sương mù. Tất nhiên, Tommy Sresford chưa thể kỳ vọng sẽ trở thành kép chính nơi khung gỗ của Arsenal mà cần kiên nhẫn đợi chờ cơ hội của mình. Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý trong 24 tiếng qua. Phiên chợ hè đang dần nóng lên và mọi bom tấn cũng như các tin tức về những câu lạc bộ lớn sẽ được cập nhật trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn một ngày có nhiều điều hạnh phúc.